Máy sấy lúa giải pháp hiệu quả cho người nông dân. Việt Nam là đất nước nông nghiệp, có truyền thống lúa nước từ lâu đời. Chính vì vậy, trong nhiều năm qua Việt Nam vươn lên trở thành nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới. Để có được những thành tựu nổi bật như vậy thì giai đoạn sản xuất đặc biệt là làm khô hạt lúa được đánh giá là quan trọng nhất. Bên cạnh phương pháp phơi khô truyền thống, để đảm bảo chất lượng cũng như về số lượng, máy sấy lúa chính là giải pháp hiệu quả nhất cho người nông dân lúc này. Tìm hiểu về máy sấy lúa qua bài viết sau nhé vì sao cần sử dụng máy xấy lụa máy xấy lúa là thiết bị sử dụng nhiệt với công nghệ hiện đại có thể làm lúa khô trong thời gian ngắn máy xấy lúa trở thành người bạn tin cậy của người nông dân máy xấy lúa có công suất và hiệu quả vượt trội giúp người dân sản xuất ra hàng chục tấn gạo một ngày lúa gạo là nông sản có chứa tinh bột nên cần phải được làm khô nếu không được làm khô kịp thời lúa sẽ nảy mầm hoặc có mùi khó chịu gây ảnh hưởng đến chất lượng của gạo chính vì thế máy xấy lúa là thiết bị hoàn toàn hữu ích giúp bà con có thể đảm bảo chất lượng của hạt gạo đồng thời tiết kiệm được công sức cũng như thời gian sản xuất. 2. Những ưu điểm vượt trội của máy sấy lúa. Việc thu hoạch lúa ở Việt Nam luôn gặp phải những trở ngại về thời tiết. Việt Nam nằm ở vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, thường xuyên chịu những trận mưa rông vào mùa hè. Chính vì thế, máy sấy lúa là sản phẩm sản xuất phù hợp cho nền nông nghiệp Việt Nam bởi những ưu điểm vượt trội như 2.1. Chủ động trong công việc, sau khi thu hoạch lúa để có thể sản xuất ra hạt gạo đạt chất lượng không đoạn phơi khô được chú trọng. Phơi khô theo phương pháp truyền thống, người nông dân phụ thuộc vào thời tiết. Những cơn mưa bất chợt hoặc những ngày mưa liên tiếp khiến lúa không được phơi khô, chắc chắn ảnh hưởng đến khá nhiều đến chất lượng hạt gạo. Bên cạnh đó, thời gian phơi theo phương pháp truyền thống làm mất thời gian. Chính vì vậy, để có thể đảm bảo chất lượng cũng như năng suất sản xuất thì máy sấy lúa chính là phương pháp cứu cánh cho người nông dân khi thu hoạch lúa gặp phải thời tiết xấu. 2.2. Tiết kiệm thời gian và sức lao động. Nếu lúc thu hoạch gặp phải thời tiết thuận lợi, người nông dân chỉ mất từ 1 đến 2 ngày có thể phơi khô lúa. Tuy nhiên, nếu gặp trời mưa, thời gian phơi khô sẽ kéo dài. Bên cạnh đó, chất lượng lúa còn không đảm bảo. Nhưng khi có máy sấy lúa, có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Mặt khác, người nông dân không cần phơi nắng để phơi lúa mà có thể đứng trong nhà, chỉ vào thao tác đơn giản có thể sấy khô hàng chục tấn lúa trong vòng không một ngày. 2.3. Tiết kiệm mặt bằng phơi lúa cần có mặt bằng với diện tích rộng thậm chí người nông dân có thể tận dụng đường làng ngõ xóm để phơi với việc làm như vậy gây ảnh hưởng lớn đến giao thông cũng như chất lượng hạt lúa bởi vì nếu phơi ở trục đường giao thông thì phương tiện đi lại khó khăn để tránh lúa của bà con thì có thể gây ra tai nạn mặt khác nếu không tránh thì có thể trả nát lúa gây ảnh hưởng đến chất lượng khi sử dụng may sấy lúa bà con sẽ không cần sử dụng quá nhiều diện tích chỉ cần mua vị trí nhỏ trong nhà đủ chỗ cho một máy sấy lúa mini phục vụ gia đình là đủ. 3. Những lưu ý khi lựa chọn máy sấy lúa. 3.1. Giá thành máy sấy lúa. Giá cả của bất cứ sản phẩm gì cũng được người tiêu dùng quan tâm nhất. Giá máy sấy lúa trên thị trường có nhiều mức giá khác nhau, tùy thuộc vào công suất, thương hiệu, công nghệ sấy để quyết định mức giá. Nếu có kế hoạch mua máy sấy lúa, nên tìm hiểu trước giá cả cũng như nhu cầu sử dụng của mình để cân nhắc. 3.2. Công suất máy sấy lúa Máy sấy lúa được sản xuất khá nhiều về công suất sử dụng, căn cứ vào nhu cầu sử dụng để lựa chọn công suất máy phù hợp. Hiện nay, nhiều hộ gia đình để phục vụ nhu cầu của mình đã lựa chọn những máy sấy lúa mini. Còn nếu sấy lúa có quy mô công nghiệp hay xuất khẩu thì cần cả dây chuyển sấy lúa chuyên nghiệp, có công suất lớn. 3.3 Cơ sở cung cấp máy sấy lúa uy tín Hiện nay, trên thị trường máy sấy lúa của cơ điện toàn cầu được đánh giá khá cao.